Chào mừng quý vị và các bạn tới chương trình Ăn cơm khoai nói chuyện quốc tế tối thứ năm ngày 14 tháng 11 năm 2024. Chúc quý vị có một buổi tối vui vẻ, mạnh khỏe và tươi trẻ. Và chương trình hôm nay thì chúng tôi sẽ đến với lại phần điểm tin nhanh. Cơ bản hôm nay chúng ta sẽ không có nhiều những bản tin lặt vặt nhưng mà thông tin đến từ nước Mỹ và khu vực Trung Đông khá nhiều. Tuy nhiên chúng tôi sẽ đi lướt qua những thông tin đáng lưu ý. Và lại bắt đầu bằng thông tin của những chiếc máy bay Su-57 của phía Nga ở Trung Quốc sau khi đã có màn trình diễn rất là ngoạn mục ở triển lãm hàng không Châu Hải ở tỉnh Quảng Đông. Thì Nga đã thông, bố, thông báo rằng là họ đã bán chiếc máy bay tàng hình thế hệ thứ năm đầu tiên cho khách hàng nước ngoài, những khách hàng nước ngoài. Đấy, giám đốc của công ty xuất khẩu vũ khí của Nga Rosoboronexport, ông Alexander Mechkif uh, đã nói. Tuy nhiên là khi được hỏi về ai trở thành khách hàng đầu tiên của nước Nga, thì ông đã không tiết lộ cái bí mật kể trên. Chúng ta cũng biết rằng là tại thời điểm này ấy, thì uh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Shoigu cũng đang có mặt tại Trung Quốc, Đấy, và ông ấy đang gặp gỡ với các quan chức hàng đầu của Trung Quốc. Trong đó thì cả Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị lẫn uh, um, Bộ trưởng Quốc phòng. À vâng, tôi xin lỗi, ông shoigu không còn là Bộ trưởng Quốc phòng nữa. Ông ấy là Chủ tịch Hội đồng An ninh, đúng không ạ? Thư ký Hội đồng An ninh. Vâng, thì thực ra là thông tin như thế này thì chúng ta không biết là như nào. Nhưng mà khả năng rất cao thì uh, Trung Quốc sẽ trở thành cái khách hàng đầu tiên của cái máy bay Su-57 của nước Nga. Nói chung là mấy hôm vừa rồi tôi nhìn thấy cái máy bay của Trung Quốc các quý vị ạ, cái máy bay J-35, nó bay, nó không khác gì cái con máy bay F-35 của người Mỹ cả, nó chỉ khác mỗi cái màu thôi. Đấy, như vậy thì mình có thể thấy rằng là gì, chắc chắn 100% là ông Trung Quốc, ông ấy đạo cái máy bay đấy của người Mỹ, đúng không ạ? Nhưng mà nói thật mình cũng phải ngưỡng mộ cái khả năng đạo của Trung Quốc thực sự một cái con máy bay như vậy mà đạo nguyên văn, nguyên đai, nguyên kiện bay lộn tùng phèo trên không được thì cũng là rất giỏi. Mà tôi nói thật nhìn nó giống giống đến mức độ mà nếu mà nó sơn màu Mỹ thì chắc là không ông nào nhận ra. Kinh khủng thật. Và chắc chắn rằng là Trung Quốc mua máy bay của Nga về thì cũng đạo thôi. Đúng không ạ? Đấy là một cái bản lĩnh của Trung Quốc rồi. Chúng ta cũng không lý rõ lý do tại sao Nga đã bán cái máy bay Su-57 của mình. À, nhiều nguồn tin cho biết rằng là Nga đã bí mật phát triển một cái phiên bản mới hơn. Uh, không chỉ là cái máy bay MiG-41 tàng hình thế hệ mới thế hệ thứ sáu gì đó mà thậm chí là chí là cái dòng mà gọi là là đàn em của Su-57 tức là thế hệ thứ sáu của cái dòng máy bay gọi là cường kích này cũng đã được phía Nga âm thầm phát triển Mặc dù là những vấn đề liên quan đến tài chính cấm vận đã khiến cho Nga gặp khá nhiều khó khăn trong việc là phát triển trên quy mô lớn những chiếc máy bay kể trên. Nhưng mà rõ ràng là chiếc máy bay Su-57 đã tạo được một cái tiếng vàng không kém gì so với lại cái dòng máy bay Su-35 của phía Nga à, đã cho ra lò cách đây hàng chục năm. Vâng, cái con checkmate ấy, không biết là mic bao nhiêu nhỉ? Mic 41 hay mic 50 gì đấy quý vị ạ. Tôi quên về cái model như quý vị nhé. Còn cũng có nhiều nguồn tin phương Tây cho biết rằng là bây giờ Nga đã hết tiền rồi. Cho nên là bà phải bán lại cho những khách hàng để mà sở hữu những con Su-57 đấy. Bất chấp cái việc đó là bảo bối quốc gia. Và như vậy là cùng nhau để tiếp tục cuộc chiến với Nga. Vì Nga chuẩn bị khánh kiệt. Vâng, đẹp rất có lý. Đúng không quý vị. Uh, suy luận thế anh suy luận được còn ở Hàn Hàn Quốc vâng ông tổng thống Hàn Quốc những ngày gần đây thì có vẻ đã bắt đầu chơi game chơi gôn trở lại trước đây thì ông là một tay gôn cũng gọi là tương đối đấy không đến lúc cự phách nhưng mà cũng gọi là đánh trúng bóng thế nhưng mà ông đã bỏ chơi thời của Joe Biden nhưng mà bây giờ được biết là Donald Trump lên làm tổng thống và Donald Trump thì nghiện gôn cho nên là rõ ràng hàn quốc cũng có những cái quan ngại nhất định khi mà donald trump lên làm tổng thống với những phát biểu rằng là sẽ bắt nhật bản và đài loan chịu những cái chi phí để mà người mỹ bảo đảm an ninh và rất có khả năng hàn quốc cũng trở thành một cái đất nước chịu cái chính sách tương tự như vậy còn ở nước láng giềng thì hôm qua chúng ta có thông tin rằng là cộng hòa dân chủ nhân dân triều tiên cũng chính thức là thông qua cái hiệp định đối tác chiến lược toàn diện với nước nga như vậy là hai quốc gia chính thức đưa cái một cái gọi là hiệp định đầy tranh cãi, đúng không ạ? Chưa từng có tiền lệ và đầy tranh cãi đi vào hoạt động. Và trong lúc này thì phía Nga cũng đang hoàn tất nốt những cái điều khoản cuối cùng liên quan đến một cái hiệp định tương tự với lại Iran. Ở nước Nga thì hôm nay Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã có một cái cuộc điện đàm đầu tiên sau khi Thượng đỉnh Kazan, Thượng đỉnh BRICS 2024 tổ chức tại nước Nga, lúc bấy giờ thì lãnh đạo cao nhất của Ả Rập Xê Út cũng đã không đến, không lỡ lý do. À, mà hôm nay thì ông đã có một cuộc điện đàm với người lãnh đạo của quốc gia này. À, trong cái cuộc họp này thì họ nhấn mạnh về những cái điểm quan trọng liên quan tới Thượng đỉnh BRICS à, ở Kazan với những cái việc cần làm ngay đồng thời là nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác giữa hai nước trong khuôn khổ những chính sách về opec cộng à, điều này thì xua tan đi một vài những cái lời đồn đại cho rằng là nước nga với ả rập xê út vì những chuyện ở trung đông và người mỹ đã có những cái sự trục chặt trong mối quan hệ nhất định khiến cho ả rập xê út không cử thái tử của mình đến dự thượng đỉnh brics vừa qua những ngày sắp tới thì cũng là những ngày mà đến cuối năm, tổng thống Vladimir Putin sẽ tiến hành một cuộc họp báo quy mô lớn hàng năm vào cuối năm. Ở đó thì ông sẽ trả lời trực tiếp trên các đường dây điện thoại và các cái câu hỏi từ khán giả. Quý vị nào có câu hỏi hay thì vui lòng để lại cho tổng thống Putin trả lời liên quan đến tình hình Việt Nam của chúng ta. Chuyển sang khu vực châu Âu thì ngày hôm nay bắt đầu ở trung tâm của Bruxelles của Bỉ thì bắt đầu đã có bà con nông dân lại tái biểu tình lại không bị vấn đề không biết vì vấn đề gì đã có hàng trăm chiếc xe tải được kéo ra đấy, chiếc xe tải và xe gọi là xe này xe gì quý vị xe kéo kiếc đại khái xe nông nghiệp gì đấy đúng không ạ xe xúc ủi tải tiếc vân vân biểu tình đối với lại nhà chức trách không rõ lý do tại sao. Chúng ta cũng nhớ là tầm này năm ngoái thì cũng vì những cái cuộc biểu tình nho nhỏ cuối cùng thì đã bùng phát và lan rộng lên cả Bruxelles và một loạt các quốc gia ở châu Âu khiến cho chính phủ các quốc gia này rất điêu đứng một thời gian khá dài. Trong đó có các quốc gia như Ba Lan, Đức, Pháp, thậm chí cả Ý, Tây Ban Nha nữa. Ở nước Đức thì uh, sáng nay, ông uh, Olaf Scholz, thủ tướng nước Đức, đã xác nhận lại rằng là một trọng lý do mà ông phải chia tay với lại người bộ tưởng tài chính là đồng minh của ông, lãnh đạo đảng đồng minh của ông, là vì ông ấy đã chuẩn bị dự kiến để mà đem hàng chục tỷ tiền lương hưu, đấy, dành cho những người hưu trí của Đức để ủng hộ Ukraine trong cuộc chiến với người Nga. Chiều nay thì ông phát biểu thêm rằng là làm gì thì làm, cái sự ủng hộ cho Kiev không nên đánh đổi bằng cuộc sống của người dân đức rồi ông nói rằng là nước đức nên làm tất cả mọi thứ để ngăn ngừa một sự xung đột leo thang ở ukraine nguyên văn ông nói rằng là chúng ta cần tiếp tục ủng hộ ukraine thế nhưng mà chúng ta phải làm tất cả mọi thứ để ngăn ngừa cuộc chiến này không thể leo thang hơn nữa và đây chính là cái thách thức mà chúng ta phải đối mặt ngoài ra thì ông cho rằng là tương lai của người đức sẽ không bị ảnh hưởng gì À, với cái việc là chúng ta tiếp tục uh, ủng hộ những người Ukraine trong cuộc chiến với lại người nga và còn đây là hình ảnh của uh, gọi là bà giám đốc uh, cơ quan đối ngoại uh, Kanja Kalas tương lai uh, sẽ thay giám đốc người làm vườn Joseph Borrell tất nhiên là hình ảnh của bà thì thời còn uh, ngọt nước chứ còn bây giờ thì bà chuyển sang trường phái là mực một nắng rồi Ngày hôm qua thì chúng ta thấy liên tiếp là trước khi mà bà đỗ ông nghè thì bà đã đe hàng tổng rồi Hôm nay thì bà lại tiếp tục những câu chuyện uh, tiếp tục đe dọa từ Trung Quốc bây giờ đến uh, tiếp tục đến Nga uh, Nguyên Văn thì bà nói rằng là tương lai của nền chính trị châu Âu uh, phải mạnh mẽ hơn và kêu gọi cái việc tịch thu hoàn toàn tài sản đóng bằng người Nga các quốc gia châu âu thì cần phải tịch thu bất kỳ một khoản tài sản nào của nước nga đóng bạ đã được đóng băng và sử dụng chúng để mà tái thiết lại ukraine đấy, và bà lưu ý rằng là những lệnh cấm vận của nga từ giờ trở đi chỉ có thêm vào chứ không bớt đi đồng thời là không cần thiết phải gia hạn 6 tháng một lần mà nó lên là những cái điều khoản có giá trị vô thời hạn đấy. cho đến khi nào mà liên minh châu âu quyết định gỡ bỏ những cái giới hạn đấy thì thôi hay nói rằng là mạnh đúng là một quan điểm sức mạnh giống như là ông Zelensky rồi. Vâng, trước khi chúng ta đi khỏi châu Âu thì chúng ta hãy đến với bộ mẹ mặt bộ mặt quen thuộc à, rất là buồn chán đúng không ạ đến từ vị tổng thống uh, của Serbia ông Vučić một con người rất là cô độc và uh, tìm kiếm hòa bình ở châu Âu. Tôi nói thật với quý vị rằng ông này bây giờ ông ở giữa châu Âu ông ấy không được vào châu Âu ông ấy không vào NATO và ông ấy tìm kiếm hòa bình nó như là một cái con người lặn giữa đáy biển giữa đại tây dương bắc à cái gì? giữa bắc đại tây dương để tìm kiếm hòa bình quý vị ạ cảm giác nó trơ trọi đúng không ạ nhìn mặt của ông thì biết rồi vâng dù sao thì cũng đánh giá rất cao nhưng mà có vẻ những lời nói có không đi đôi với lại khuyên mặt đúng không ạ ông nói rằng là chúng ta phải khôi phục lại hòa bình trên toàn thế giới có vẻ như ngày hôm nay thế giới của chúng ta chẳng ai còn yêu hòa bình nữa bởi vì ai cũng muốn chiến thắng à, ai cũng muốn là đối thủ của mình thất bại mặt khác chúng ta phải đầu tư nhiều vào hòa bình hơn nữa nếu không chúng ta sẽ đầu tư vào vũ khí và như chúng ta đã làm và bây giờ chúng ta đang làm cái điều tồi tệ đó rất nhiều tỷ đô la đã được đầu tư vào vũ khí thay vì việc đầu tư vào những công cụ cần thiết để chống chiến đấu chống lại biến đổi khí hậu và có nghĩa đây đây có lẽ là cái hội nghị biến đổi khí hậu rồi đúng không ạ? Rất thú vị. Một con người miệt mài tìm kiếm hòa bình ở hai bên bờ Bắc Đại Tây Dương, nơi có một tổ kiến lửa, đúng không ạ? Một tổ kiến lửa này nó chỉ có thể sống nhờ chiến tranh thôi. Dù sao cũng đất đáng hoan nghênh, xin một tràng vỗ tay. Vâng, và, và như quý vị đã biết rằng là tại sao tôi nói thế? Sáng qua thì chúng tôi đã nói về việc là Rumani, đã quyết định thông qua một đạo luật để mua 32 chiếc F-35 của người Mỹ, đúng không ạ? Trị giá 6 tỷ đô la. Và đây là một trong những khoản ngân sách lớn nhất của quốc gia nghèo bậc nhất ở gọi là châu Âu này. Và tất nhiên rồi, Họ vào NATO thì nhiệm vụ của họ là phải nghèo đói. Đúng vậy, bởi vì không nghèo không được. Bởi vì bao nhiêu tiền có thì sẽ phải mua vũ khí. Và chúng ta nhớ rằng Romania mua rất nhiều vũ khí của NATO và những khoản tiền đó tất nhiên rồi. Đúng không ạ? Đáng nhẽ ra để xây dựng là cái gì đấy? Điện đường trường trạm. Thì đầu tư vào hết những cây con F-35 mà không biết nó có cất cánh được hay không. Và chúng ta cũng nhớ rằng ngày hôm qua thì Quốc hội Đài Loan cũng đã dập dòm về buộc chi 15 tỷ đô la để mua F-35. Vâng, với những cái thương vụ như thế diễn ra trong cùng một ngày, thì quả là những người đi tìm kiếm hòa bình nó rất là lạc lõng trong thế gian này, đúng không, quý vị? Làm cái gì ra 1 tỷ đô la quý vị? Thế mà thương vụ uh, chỉ trong một ngày nó đã đốt gần tới hơn 20 tỷ đô la rồi, để mua những cái máy bay F-36. À, 35 quý vị ạ. Từ nãy giờ tôi nói F-35 quý vị nhé, còn thể nhầm tí thì quý vị thông cảm cho mà kể cả là cái chuyện có cuộc chiến tranh mới hay không nhưng mà những thương vụ như vậy nó là những cái điều rất kỳ diệu trong cái giới sản xuất vũ khí đúng không ạ? Điều kỳ diệu như vậy người ta không bao giờ muốn nó chấm dứt cả, người ta muốn những điều kỳ diệu phép màu nó phải diễn ra liên tục và nhân dịp nói về hòa bình với chiến tranh đúng không ạ? thì hôm nay chúng ta nhìn thấy cái hình ảnh của ông uh, Bộ trưởng Ngoại giao Antony Blinken tại Châu Âu và để chúng tôi cùng uh, Quay trở lại hình ảnh, cái này nó mang tính chất là là, là, là là hình tượng rất cao, cho nên chúng ta phải xem qua thì mới biết được. Vâng đây rồi, video đàng hoàng. Anthony Blinken đã xuất hiện tại Bruxelles, tổng hành dinh NATO. Tất nhiên rằng là ông chỉ còn vài tuần nữa thôi, thì ông sẽ bị bật bãi, đúng không ạ? Và như tôi nói cùng quý vị, cách đây hơn một năm trời, rõ ràng là lúc bấy giờ thì nhiệm kỳ của ông đã hết một nửa nhưng mà cơ bản thì ngoài những di sản bị chiến tranh thì ông không có bất kỳ một cái di sản để lại một cái người bộ trưởng ngoại giao của một đất nước hàng đầu thế giới vai trò cực kỳ quan trọng nếu không tin thì hãy nhìn những gì mà henry kissinger đúng không ạ để lại tất nhiên thì cũng là chiến tranh thôi đúng không ạ nhưng mà câu chuyện lúc bấy giờ nước mỹ uh, chiến tranh các thứ nó có bài bản còn Antony Blinken, à, và chúng ta cũng đã biết, với một cái bộ mặt mà giống như một người bị mất ngủ lâu năm mà kết hợp với lại có vẻ như là có chút trầm cảm đó, đúng không ạ? Trông lên mặt của ông xong suốt bao nhiêu năm nó không thay đổi tí nào cả. đấy Vâng, phải biết nói thế nào nhỉ? Ông xuất hiện ở Nam Tô, tất nhiên rồi, với một sứ mạng để cứu cái di sản và cái dự án của mình ở Ukraine, đúng không ạ? Đấy là một cái mà chỉ... Có lẽ là nhìn bộ mặt này chúng ta chỉ biết mỗi như vậy thôi. Thế nhưng mà chúng ta có thể nói gì về bộ mặt của ông Anthony Lincoln? Nó đại diện cho châu Âu, đúng không quý vị? Tất nhiên nó đại diện cho chính phủ của ông Joe Biden nữa. Nhưng mà nó nói nhiều về châu Âu nhiều. Trong khi những nhà lãnh đạo Pháp những người như tổng thư ký của Nato vẫn say sưa chém gió về những cái viễn cảnh tương lai và viễn cảnh quá khứ rằng là Donald Ukraina đã thắng người Nga và người Nga đã thất bại như thế nào thì hầu hết bản dân thiên hạ đều biết rằng là cái cuộc chiến ở Ukraina nó sẽ có kết cục như thế nào. tờ báo Advance đã biết về điều này, họ nói rằng là cuộc xung đột Ukraine sẽ kết thúc bằng sự thất bại không thể tránh khỏi. Thế nhưng những nhà lãnh đạo của Liên minh châu Âu thì vẫn chưa hiểu ra điều này và họ còn đang sẵn sàng để đầu tư vào một cái dự án đã bị đánh mất. Thế nhưng cũng chỉ sớm thôi họ sẽ phải nhận ra rằng họ đang đi vào một cái con đường cụt. Tình huống đang thay đổi rất nhanh, những tuyên bố đến từ cuộc xung đột Ukraine sẽ kết thúc với việc Nga rút quân dường như chỉ là những cái sự mơ hồ và trẻ trâu chính trị. Đặc biệt là những cái phát ngôn như vậy thường lại bắt đầu từ từ bắt nguồn từ những cái quốc gia mà người ta soi kính hiển vi còn chẳng thấy trên bản đồ như là các quốc gia ban tích. Tác giả của bài báo kể trên đã nói rằng là những con rối chính trị ở châu Âu lẽ ra nên nhanh chóng hiểu và nhận ra cái ý tưởng về việc là họ phải đứng trên vai của những người khổng lồ, mượn gió bẻ măng. Tuy nhiên là cái sự hiểu biết này có vẻ đã tiếp cận với họ một cách rất chậm chạp nhưng sớm thôi, họ sẽ phải rất bối rối để chứng kiến cái kết cục của nó. Và tất nhiên là tác giả này nói về những cái thời gian gần đây khi mà một loạt các cái quốc gia phương Tây lãnh đạo của họ từ những cái người thủ tướng thất sủng như Boris Johnson đúng không ạ cũng dọa là đem quân tới để mà hỏi tội nước Nga ở vùng đất Ukraine. Rồi lãnh đạo của Anh Pháp thì đồng loạt tìm kiếm cái sự kích thích đối với lại Tổng thống Donald Trump duy trì cuộc chiến kéo dài. Rồi Tổng thống Emmanuel Macron thì liên tục đưa ra những lời đe dọa gửi các loại máy bay đồng nát Mirage tới cho Ukraine. Rồi Tổng thư ký NATO thì cũng liên tục buông ra những cái lời cay đắng đúng không ạ cho chính bản thân ông và tiếp tục đe dọa Donald Trump. Rằng là không bao giờ được phép cho phép Nga chiến thắng bởi vì nếu Nga chiến thắng thì toàn bộ cái trục ma quỷ sẽ chiến thắng và như vậy thì nước Mỹ sẽ thua cuộc và an ninh sẽ bị phương hại rất thú vị khi tờ báo đó đã gọi đó là những hề chính trị, đúng không ạ? Thú vị. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với lại tình hình ở Trung Đông. Như vậy thì tình hình Trung Đông hôm nay lại tiếp tục một ngày nữa. Rất nhiều những thông tin liên quan tới giao chiến. Hôm nay thì quân đội của Hezbollah đã sử dụng tên lửa để tấn công vào thẳng bộ quốc phòng của Israel 2 lần liên tiếp. Không rõ thương vong và tổn thất thế nào. Rồi sau đó... Uh, cách đây ít phút họ còn sử dụng 10 tên lửa đạn đạo để tấn công vào Tel Aviv thủ đô đấy. đấy Và họ nói rằng là cứ Israel tấn công vào một quả bom vào hạng Liban Thì họ sẽ bắn một đợt tấn công sang Israel Còn Israel thì cũng tiến hành những đợt tấn công không khoan nhượng vào các khu vực uh, Liban Và chúng ta cũng biết rằng là không hiểu họ đánh đấm kiểu gì Nhưng mà cái tổn thất của dân thường thì cũng phải nói là khủng khiếp luôn Đến ngày hôm nay thì Bộ Y tế của Liban đã đưa ra cái thông số tổn thất mà nó nói thật nó, nó nếu không muốn nói rằng là 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 là, là nó nó không bằng ờ uh, nó nó hơn thì nó cũng là một con số rất khủng khiếp so với lại những tổn thất của cái vùng Gaza. Ví dụ như thông số ngày hôm nay tôi trích ngang thôi thì 78 người đã bị thiệt mạng trong ngày hôm nay chứ chưa hết 24 giờ. 122 người bị thương trong đó thì đã có 3.365 người thiệt mạng và 14.344 người bị thương kể từ đầu cái cuộc xung đột ở phía bắc của Israel. trong đó thì phụ nữ và trẻ em đã chiếm tới 850 người. Đấy, như vậy là một con số rất lớn đúng không ạ? mặc dù là cái tỷ lệ phụ nữ trẻ em ở đây thì nó ít hơn với vùng Gaza nhưng mà làm con số rất khủng khiếp. trên mặt đất thì hôm nay cũng diễn ra rất nhiều các cái vụ phục kích của quân đội Hezbollah đối với lại Israel. Uh, những học giả của phương tây đã gần đây đã liên tiếp đưa ra những cái lời khen ngợi cho quân đội hezbollah họ nói rằng ấy là quân đội hezbollah là những chiến binh trên mặt đất tốt nhất của những người tốt nhất đấy họ nói như vậy tất nhiên là mình cũng biết thế thôi về cơ bản trang thiết bị hạng nặng thì ông thể bằng được Israel đúng không ạ nhưng mà nếu để đánh du kích thì chắc chắn rằng Israel không hề dễ dàng gì có thể ăn được như là họ đã đánh Hamas ở khu vực miền Nam thì tên lửa và UAV của Houthi cũng tấn công vào cảng Iliad rồi ở hai pha thì cũng chẳng hiểu uav ở đâu cũng tấn công vào cái cảng kinh tế và quân sự lớn của Israel thủ đô bị tấn công như vậy là ở biên giới và các khu vực quân sự Israel đều bị tấn công và như ngược lại thì Israel chắc chắn là tấn công còn ác liệt hơn rồi đúng không ạ và thường những vụ tấn công của Israel thì À, không có cái gì có thể ngăn cản được. Mỗi một quả bom của họ đánh vào một tòa nhà 5 tầng, 10 tầng nó đều sụp, nó đổ ngay tại chỗ, nó vỡ vụn ra như là cát ấy. À, có lẽ là cái người dân Trung Đông người ta xây dựng nhà cửa kiểu gì ấy mà nó chỉ cần mất một phát cái góc móng thôi là toàn bộ nó sập luôn. Mà mỗi cái nhà như thế nó có đến hàng trăm người bên trong kìa về phía quân đội israel thì bây giờ cũng thật sự là khó nói cơ bản chúng ta thấy bộ trưởng quốc phòng bị sa thải thì đó không phải là một tín hiệu mừng đối với quân đội của họ đúng không ạ còn uh, tổng tham mưu trưởng thì thực tế cũng không có gì nổi bật và cơ bản chúng ta thấy rằng phát ngôn của ông ấy chẳng hạn như ông nói rằng cái kế hoạch để giải quyết cuộc xung đột uh, ở liban đó là phải phi quân sự hezbollah kế hoạch như vậy thì ai chả nói được đúng không ạ về phía Hezbollah, tuy rằng là bị những cái đòn phủ đầu liên quan đến vụ nổ thiết bị, rồi là những vụ ám sát, rồi tấn công bom đạn và đánh phủ đầu của Israel vào các hệ thống tên lửa này nọ. Nhưng mà tinh thần chiến đấu của họ phải nói rằng là bây giờ càng ngày nó càng tăng cao. Ngày nào thì họ cũng tung ra những cái báo cáo tổn thất ngập trời của Israel và dùng những cái hiệu ứng nhìn nó rất là khủng khiếp. Đại khái là, vâng, ý nói rằng là cái tinh thần của họ nó đang còn tốt như vậy thì rõ ràng cuộc chiến sẽ rất khó khăn với người Israel, đúng không ạ? Thậm chí đây này, tờ thời báo của nước Anh The Times này đã trích dẫn nhật ký của một người chiến uh, chiến sĩ, uh, binh sĩ uh, do Thái gốc uh, à, người binh sĩ Anh gốc Do Thái mô tả về Hezbollah đó là những chiến binh tốt nhất của những chiến binh tốt nhất, um, tinh hoa của những chiến binh tinh hoa. À, kinh chưa? Còn ngày hôm qua thì chúng ta cũng đã biết là Houthi họ tấn công vào uh, tàu sân bay của Mỹ đúng quý vị. Còn uh, tổn thất thì như tôi nói rằng họ nói về tổn thất thượng tầng đấy, bị tổn thất còn nó không biểu là tổn thất nó như tượng tầng nó là cái gì đúng không ạ? Đấy và nó nó tổn thất ra làm sao. Cơ bản nếu những UAV nhỏ đánh vào tàu sân bay thì chắc là cũng không ăn thua. Như vậy thì ngày hôm nay uh, Hezbollah đã tấn công vào văn phòng của Bộ Quốc phòng 2 lần đúng không ạ? Đó là một cái hành động nó khá mang tính biểu tượng. Các thông tin khác ở khu vực Trung Đông, nước Nga đã từ chối những đề xuất của phương Tây về việc ngăn chặn việc chuyển vũ khí vào cho Hezbollah thông qua lãnh thổ của Syria. phái đoàn của Nga nói rằng là họ chẳng liên quan gì cái chuyện vũ khí ở Syria, đó không phải là nhiệm vụ của họ. Ở Amsterdam thì cái phong trào biểu tình chống lại do Thái À, vâng tức là cái 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 cuộc thanh trừng à, cái gì cuộc thảm sát ở trung đông vẫn tiếp tục rất bạo lực khi mà những người ủng hộ Israel đang uh, tiếp tục chống lại những cái cơ quan lập pháp của nước này Đấy, để thể hiện tinh thần đoàn kết này nọ rồi những cái xung đột giữa hai phe phái uh, thân Israel và ủng hộ Palestine vẫn diễn ra trên đường phố uh, và ở châu Âu bây giờ thì cái phong trào của các khách sạn ấy lan rộng người ta không cho những người Israel cư ngụ nữa, Đấy, bởi vì liên quan đến chuyện thảm sát, đại loại nó là như vậy. Còn đáng lưu ý nhất đó là sự kiện thổ nhĩ kỳ. Những ngày gần đây thì thổ nhĩ kỳ đã ra những cái tuyên bố rất là gắt đối với Israel. Và chúng ta nhớ rằng là thổ nhĩ kỳ nếu mà ăn tươi nuốt sống được bằng lời nói thì chắc chắn là bây giờ Israel đã toi đời từ lâu rồi, đúng không ạ? Uh, hôm qua thì Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng là đã quyết tâm cắt đứt mọi quan hệ với lại israel. Tổng thống uh, Tayyip Erdogan tuyên bố ngày hôm nay là sẽ cắt toàn bộ quan hệ thương mại và các loại quan hệ khác với israel. Có nghĩa rằng là không có cả buôn bán nữa. Đấy, nhưng mà nói rằng là sẽ cắt thì không biết có cắt hay không. À, bình luận về cái diễn biến đặc biệt này thì giáo sư của nhà trường uh, giáo sư ngành quan hệ gọi là quốc tế ở trường đại học tổng hợp Ankara đã lưu ý rằng ông không biết chính xác rằng là điều này có nghĩa như thế nào khi mà thổ nhĩ kỳ cũng đã nói về việc là cắt đứt quan hệ với Israel kể từ khi Israel đặt chân vào vùng Gaza và lúc bấy giờ thì thậm chí đến những ngày gần đây Thổ Nhĩ Kỳ có nói rằng sẽ thành lập một liên minh quốc tế để mà tấn công Israel bằng vũ lực. Ông cho biết thêm là quan hệ căng thẳng giữa hai quốc gia tiếp tục leo thang và dẫn tới việc thi hành một loạt những biện pháp cấm vận cụ thể những công tác hợp tác năng lượng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Israel đã bị ngừng lại hoàn toàn. Quá trình bình thường hóa chính trị diễn ra hai quốc gia, vốn diễn ra trước đó thì đã bị đình chỉ một cách hoàn toàn. Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố đình chỉ mọi quan hệ hợp tác thương mại với Israel kể từ đây. Ông cũng nói rằng là Thổ Nhĩ Kỳ, tuyên bố của Thổ Nhĩ Kỳ phản ánh cái nguyện vọng của người dân Thổ Nhĩ Kỳ những người mà đã cực lực lên án hành động của Israel và tìm kiếm việc chấm dứt cái sự đổ máu đang diễn ra ở Palestine. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng là cái bước đi của tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ có khả năng sẽ ảnh hưởng rất ít đến tình huống trong khu vực. Ông nói rằng nếu Thổ Nhĩ Kỳ mà cắt đứt hoàn toàn quan hệ một cách chính thức với nhà nước Israel thì có thể đây là một sự khởi đầu hoàn toàn mới nhưng liên quan tới vấn đề ảnh hưởng trong khu vực thì chắc chắn rằng là sự kiện này sẽ không gây quá nhiều ảnh hưởng. Thậm chí là không gây bất kỳ một ảnh hưởng nào liên quan đến tình hình trong khu vực cũng như quan điểm của Israel về cuộc chiến. Vâng, đó mới là vấn đề, đúng không ạ? Thổ Nhĩ Kỳ cũng biết rằng là tất cả những cái lời phát biểu của Tổng thống họ từ trước đến nay thì chủ yếu là để cho người dân và cộng đồng thế giới mà thôi. Chỉ còn cơ bản thì nó không ảnh hưởng. thứ Trước đây thì nó không ảnh hưởng gì đến quan hệ hai nước. Và Netanyahu Israel biết như thế. Còn bây giờ thì họ có làm thật, cơ bản cũng không thay đổi điều gì. Điều quan trọng là Thổ Nhĩ Kỳ phải cắt đứt cái đường ống dẫn dầu từ Azerbaijan qua Thổ Nhĩ Kỳ để tới Israel. Đúng không ạ? Lúc bấy giờ thì nó mới có một cái ảnh hưởng cụ thể nào đó. Vì học giả trên đã tiếp tục cho rằng là cái diễn biến này có thể làm phức tạp thêm mối quan hệ của Thổ Nhĩ Kỳ với lại nước Mỹ cơ bản bởi vì nước mỹ chính là một trong những đồng minh quan trọng nhất của israel và chính quyền của tổng thống donald trump thì có thể nói rằng là một cái chính quyền cực kỳ thân israel và ông còn tiết lộ thêm những điều mà rất khó ngờ là có thể bạn thích hay không thích thế nhưng mà có những cái thông tin không thể chối cãi đó là thổ nhĩ kỳ tiếp tục buôn bán với israel thông qua chính lãnh thổ của palestine khu bờ tây tất nhiên những cái uh, chuyến hàng gửi cho người palestine trước đây thì thường đi qua các cảng của israel và như bạn biết đấy nó đến được palestine hay không thì còn phải xem đã còn chắc chắn rằng là nó có thể uh, bị các cái công ty israel nhận hết tất nhiên nó không phải là một sự tình cờ và nói chung là thổ nhĩ kỳ mà nó là chuyên gia ngồi nhiều ghế gắp nhiều mâm đúng không ạ cho nên là Cộng đồng thế giới muốn chơi với thổ Nhĩ Kỳ thì phải chuẩn bị thêm những cái mâm mới cho thổ Nhĩ Kỳ thôi. Đó là đặc sản của mỗi quốc gia, đúng không quý vị. Quốc gia nào thì cũng có một cái thiên phú của riêng mình. Và hôm nay thì ở Trung Đông cũng một cái thông tin rất thú vị đó là Thái tử của Ả Rập Xê út đã lên tiếng à, tuyên bố và yêu cầu Israel không được phép tấn công Iran. Đấy, đây cũng là một diễn biến khá thú vị và mới. Thì à, chúng ta cũng biết một điều rằng là thông qua cái sự uh, trung gian hòa giải của Trung Quốc đúng không ạ và của Nga thì Iran và thổ uh, Ả Rập Xê Út cũng đã xích lại gần nhau và bây giờ họ trong một tổ chức BRICS uh, cũng đã có những cái hành động bên nhau đúng không ạ rồi điện đàm này nọ vân vân. Thế nhưng chưa bao giờ Ả Rập Xê Út lại có thể dám nói với lại Israel rằng là Israel không được phép tấn công Iran, đúng không, quý vị, người Mỹ còn chẳng dám nói thế nữa là Vậy thì cũng không biết rằng là cái động cơ của Thái tử Ả Rập Xê Út nói là gì. Trong khi đó chúng ta biết rằng là nước Mỹ, một trong những quốc gia có rất nhiều ảnh hưởng với Ả Rập Xê Út, lại là đồng minh thân cận và bảo trợ cho Israel. Và Thái tử Ả Rập Xê Út vừa rồi cũng không dám lên đường để đi tới thượng đỉnh Brick, đúng không quý vị? Cho nên là đó là một cái cái hành động rất khó hiểu. Có một điều chúng ta có thể biết chắc chắn đó là Ả Rập Xê Út rất sợ Israel, Iran tấn công đúng không ạ? Bởi vì cái ngành năng lượng của nước này phải nói thực sự là nó rất nhạy cảm. Đấy, thậm chí là đối với lệnh đối thủ tí hon như Houthi, họ bây giờ cũng không, không dám cà khịa bởi vì chỉ cần một quả tên lửa nó rơi một giếng dầu thôi thì chắc chắn rằng tình huống nó rất là phức tạp. Mà người Mỹ lẫn người Nga cũng đều không muốn cái chuyện đó xảy ra. Và bây giờ chúng ta sẽ kết thúc bằng cái liên quan tới vấn đề chính phủ của ông Donald Trump. Đúng không ạ? Những thông tin mà có thể nói thông tin giật gân gần đây nhất đó là những đồn đoán của chúng ta đã trở thành hiện thực khi mà Donald Trump đã chính thức tuyên bố lựa chọn ứng cử viên Marco Rubio, một trong những gọi là chiến thần ủng hộ Israel trở thành Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và không ngừng, mặc dù là người ta đều biết về chuyện đó nhưng mà cuối cùng thì nó đã trở thành sự thật và vẫn ngỡ ngàng đúng không ạ? Chúng ta nhớ rằng là để bắt đầu với câu chuyện này thì chúng ta hiểu quan điểm của Donald Trump rằng là ông ấy nói rằng ông ấy sẽ không thèm thuê Rubio để mà điều hành một cái công ty nhỏ của ông ấy. Đấy, có nghĩa rằng là cái tài năng của Rubio thì nó chẳng qua nó chỉ là cái việc mà phông bạt thôi. Thực ra là chả có vẹo gì. Đấy, thế nhưng cuối cùng thì ông ấy đã lựa chọn cái ứng cử viên này. Nó đây là một cái nó những hành động như thế này thì chúng ta nhìn thấy nó nó nói lên rất nhiều điều đúng không quý vị. Bây Giờ thì chúng ta thử xem là những cái vấn đề cụ thể liên quan tới những nhân vật trong ngày hôm nay. Khi mà ông đã lựa chọn Rubio này, rồi McGrath này, rồi Tulsi Ganbat này vào các cái vị trí quan trọng của nước Mỹ. Và như có có cả giám đốc cơ quan điều tra liên cơ quan điều tra liên bang Mỹ FBI nữa. Thông báo của Donald Trump cho biết rằng là tôi rất vinh dự tuyên bố Thượng nghị sĩ Marco Rubio, bang Florida, à, được chỉ định, à vừa được à, đề cử làm Bộ trưởng Ngoại giao của nước Mỹ. Marco là một nhà lãnh đạo được à, rất có uy tín ở nước Mỹ và ông ấy là một cái tiếng nói cực kỳ mạnh mẽ ủng hộ cho sự tự do. Ông ấy sẽ ủng hộ và chiến đấu cho quốc gia của chúng ta, một người bạn thân cho những người đồng minh của chúng ta và là một chiến binh không biết sợ hãi, người mà chưa bao giờ rút lui trước kẻ thù của chúng ta. Tôi chờ đón cơ hội để làm việc với Macro để khiến nước Mỹ của chúng ta và thế giới trở lên vĩ đại và an toàn hơn một lần nữa. Và thú vị thật điều này thì chúng ta cũng biết rằng ấy là trước đây Rubio đã được đồn đại là được lựa chọn bởi một cái thế lực đằng sau để trở thành phó tổng thống. Thế nhưng sau đó thì người ta đã chọn GD Vance và bây giờ thì người ta đã biết rằng là Rubio đã nhận một cái vị trí quan trọng hơn đó là vị trí bộ trưởng ngoại giao, đúng không ạ? Tất nhiên thì mỗi một cái vị trí nó có tính quan trọng của nó nhưng mới vị trí của đại khái là vấn đề liên quan tới đối ngoại ấy, thì tất nhiên bộ trưởng ngoại giao là rất quan trọng. À, về Marco Rubio thì uh, trước đây đã là một người chống nga một chống nga một cách rất mạnh mẽ chống Trung Quốc mạnh mẽ hơn và ủng hộ Israel thì một cách điên cuồng đấy như chúng ta nói rằng ngày hôm qua ông còn uh, nói um, đã tuyên bố uh, như hôm qua chúng ta đã nói là trong một đoạn phim trong quá khứ thì ông đã nói thẳng vào ống kính trực tiếp rằng là tôi muốn toàn thể thế giới nghe rằng là những hamas đúng không ạ, đó là những cái gọi là con thú vật đại khái là điên khùng hay cái gì đó đúng không ạ và bọn chúng phải bị nhổ cỏ này nọ vân vân có nghĩa là một con người có tư tưởng phải nói là khi nói ra những lời đấy trước công luận thì cái tư tưởng hệ tư tưởng của ông nó rất là kinh khủng và thứ hai nữa là cái uh, phong cách ngoại giao đúng không ạ, đó là phong cách ngoại giao mà cũng chưa từng có tiền lệ luôn và nếu như mà ông được uh, chính thức bổ nhiệm thì đây sẽ là một bộ trưởng gốc Tây Ban Nha đầu tiên uh, ở nước Mỹ. Vâng, một bộ trưởng ngoại giao. Vâng, quý vị chắc là biết Marco Rubio rồi, đúng không ạ? Một người đàn ông khá là điển trai đấy và khá là trẻ trung. Tuy nhiên đó là một con người vẻ bề ngoài cách ăn nói thì tôi cảm giác ông ấy là một người rất sắc lạnh đấy. À, người thứ hai quan trọng không kém và tất nhiên là kém nhưng mà cũng rất quan trọng đó là ông John Thun ông John Thun thì là bộ trưởng bộ đa số đấy tôi không biết là bộ đa số ở Mỹ thì họ làm cái gì nhưng mà quý vị cứ tưởng tượng rằng bộ đa số ấy, thì nó nó làm một cái kiểu như mà quản lý những cái uh, tiếng nói uh, quan trọng tiếng nói mà phần đông của cái hạ nghị viện đấy thì ông này ông ấy là uh, cái 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 người đứng đầu của cái cơ quan đó của thượng nghị viện xin lỗi quý vị thì uh, bản thân ông thun này là một cái người mà lại chống đối donald trump thế thì uh, uh, cái lý do để mà đảng cộng hòa đã chọn ông này thì là một cái hành động để kiểm soát donald trump theo tôi nhìn nhận là như vậy uh, còn không có lý do gì để mà người ta lại chọn một cái người như vậy đúng không ạ để mà gọi là trở thành cái uh, một trong những nhà lãnh đạo quan trọng ở trong thượng viện còn về bà Tulsi Ganbat thì chúng tôi cũng đã từng nói qua quý vị buổi sáng ngày hôm nay đó là một con người tìm kiếm hòa bình à, một người ủng hộ thậm chí cả không những Donald Trump mà tổng cả tổng thống Putin rồi đã có những cuộc tiếp xúc thân thiện với lại tổng thống Asa Anadbat của Syria và rất nhiều những cử chỉ như vậy nữa có thể nói là một người phụ nữ mang hàm trung tá của nước Mỹ hôm nay được bổ nhiệm làm giám đốc cơ quan an ninh quốc gia tình báo quốc gia À, và là một người tìm kiếm hòa bình rất là thú vị nhưng mà lại làm ở trong một cái cơ quan thuần túy liên quan đến nội địa tuy nhiên thì như buổi sáng thì chúng tôi nói cùng quý vị là không hiểu bà ấy sẽ phản ứng như thế nào với lại việc ông Donald Trump chọn Rubio uh, Marco Rubio bởi vì bà này là bà mà bà ấy, mặc dù là cái cách cư xử của bà ấy rất là nền nã nhẹ nhàng và lịch sự nhưng mà thực tế thì mà nói bà ấy không bao giờ bà ấy uh, cảm thấy là mềm yếu trước những cái sự đe dọa và những tiếng nói có thể nói là rất là mạnh mẽ và trực diện à, trước cái cuộc bầu cử này thì ngày nào bạn đăng video phát biểu để mà chống Kamala Harris và Joe Biden thì lúc bấy giờ khi bái được đề nhiệm bổ nhiệm vào kiến chức này thì tôi đã đặt ra một câu hỏi là một con người như thế này thì sẽ phản ánh ứng như thế nào với việc là Marco Rubio trở thành bộ trưởng ngoại giao và đúng là chiều hôm nay thì chúng ta đã thấy tuyên bố của báí ngay Bái nói rằng là bái không hiểu Tại sao ông Donald Trump lại bổ nhiệm Marco Rubio trở thành Bộ trưởng Ngoại giao? Một cái người mà như tôi nói cùng quý vị gọi là sẵn sàng gọi là theo đuổi tới những cái định những đường nối ngoại giao chiến tranh đối với các quốc gia như là Iran và Trung Quốc tới cùng trời tới bến và thậm chí là nếu ở Nga mà chưa bị thua thì chắc chắn là ông cũng sẽ làm thế. Bởi vì trước đó thì ông là một người chống Nga hay nói hơn là ông chống những cái thế lực chống Mỹ, đúng không ạ? À, và theo tư tưởng của bà ấy thì nếu bổ nhiệm một người như thế này thì bà ấy không hiểu được là đường lối ngoại giao của nước Mỹ là như thế nào vì ông Donald Trump thì là người đang tìm kiếm hòa bình mà lại đi bổ nhiệm toàn là thân chiến tranh đúng không à? ạ thì đây là trong là một cái hành động khá là thú vị bởi vì là ngay chưa khi nhận chức thì bà ấy đã có một đã nói thẳng ra vấn đề như vậy với Donald Trump mà quan hệ của bái donald trump thì tôi cảm giác rằng là đó là một cái con người không phải tìm kiếm donald trump để mà vì trục lợi mà là vì làm được những việc gì đấy cho đất nước đúng không ạ mà đặc biệt là cái việc ủng hộ hòa bình thế nhưng mà ngay lập tức thì bái đã bị sốc bởi cái bộ sậu của donald trump à, còn lại thì bái nói là không hiểu nhưng mà donald trump cũng không hiểu bởi vì những người như marco rubio không trở thành phó tổng thống và trở thành bộ trưởng ngoại giao thì chúng ta hiểu một điều rằng là ông ấy đã được dạn dựng từ rất lâu rồi và đấy chính là một cái con át chủ bài trong cái uh, gọi là là ekip của ông Donald Trump của thế giới ngập đúng không ạ một cái nhân vật quan trọng hàng đầu cái nhân vật tiếp theo đó là Magrath thì Magrath cũng được bổ nhiệm làm uh, tránh án toán tối cao và đâu đó cả bộ trưởng bộ tư pháp nữa ờ uh, thực tế mà nói mình đi vào cái nền tảng kiến thức rồi kinh nghiệm các thứ thì nó cũng mất nhiều thời gian đúng không ạ nhưng mà sau khi ông này được bổ nhiệm thì cả nước mỹ cười tức là cả thượng viện và đảng cộng hòa họ cười phá lên bởi vì là gần như là ông ấy không liên quan gì tới cái ngành mà ông được bổ nhiệm cả Đấy. Và nhiều người ở thượng viện người ta đã bắt đường Cộng Hòa Người ta đã bắt đầu những chiến dịch để mà tiến hành lật lại cái kèo Donald Trump Bổ nhiệm ông làm các vị trí quan trọng như vậy trong đất nước của mình Thì qua hai việc bổ nhiệm hai con người này và Rubio Thì như chúng tôi đã nói buổi sáng của quý vị Có nghĩa rằng là Donald Trump chọn những người mà trung thành đúng không ạ Và chọn những cái người có thể tin được và chọn những người mà theo cái tư tưởng của ông ấy Đấy thay vì chọn những người mà đúng người đúng việc Chứ tôi không nói là hai người này không có tài năng nhưng mà như tôi nói hai người là hai người tìm kiếm hòa bình, nhưng mà lại đi cho những người này làm cái công việc nội nội trợ, chẳng liên quan gì đến vấn đề đối ngoại cả. Còn lại thì bổ nhiệm một cái nhân vật gọi là đầu sỏ đúng không ạ? Uh, Diều Hầu, như là Marco Rubio và một loạt các cái nhân vật cộm cán khác trong cái ngành ngoại giao và các cơ quan quan trọng của đất nước vâng tóm lại thì uh, tình hình nó là như vậy cho chúng ta hiểu rất rõ về cái bản chất của cái nền chính trị của nước mỹ đúng không ạ đó là donald trump hay bất kỳ ai cũng rất khó để thoát khỏi cái quy luật như vậy thế thì với cái việc là hai con người được bổ nhiệm vào hai vị trí nội địa đấy tuy là đối với lại cái chính sách ngoại giao thì họ không có cái ảnh hưởng lớn thế nhưng mà đối với lại chuyện nội địa thì đó là những người mà có những quyền lực rất quan trọng uh, và chúng ta thì vẫn chờ đợi cái điều gì donald trump không phải là chuyện ông ấy làm với thế giới mà ông ấy làm với chính quốc gia của ông ấy đúng không ạ? Đó là ông ấy có tiến hành một cái cuộc chiến chống lại giới thế giới thế giới ngầm như ông đã hứa hay không. Đấy mới là cái điều mà chúng ta chờ đợi xem đúng không ạ? Đấy, chứ còn về vấn đề chính sách ở nước ngoài thì cơ bản họ chỉ chuyển cuộc chiến ở đây sang cuộc chiến ở chỗ khác mà thôi và như chúng ta nói thì phàm là một cái quốc gia đứng đầu như nước mỹ đúng không ạ thì họ đang ở bá quyền thì họ phải giữ bá quyền thôi và để mà giữ bá quyền đấy họ thì phải làm uh, cái nhiệm vụ mà dọn dẹp cái khu vực trung đông hiện nay đang là một mớ hỗn độn với người mỹ đúng không ạ và thứ hai là phải kiềm chế trung quốc đó là một cái đối thủ có thể nói là có lúc đã vượt lên cả người mỹ rồi chỗ này chỗ kia đã vượt lên rồi và tất nhiên còn ở nga nữa nhưng mà nga thì cơ bản người mỹ cũng không thể làm gì được nữa đúng không ạ và cũng không thể căng trên mọi chiến trường được cho nên là những chính sách của họ trừ khi họ bảo rằng là họ muốn trở thành thế giới đa cực thì chúng ta mới ngạc nhiên thì chúng ta mới thấy là không có những cái việc này việc này là vô lý còn nếu như mà họ vẫn muốn theo giữ cái đế quốc của mình đúng không ạ thì câu chuyện là không có con đường nào khác bắt buộc phải có những cái nhân vật như vậy đặc biệt liên quan đến vấn đề israel và trung đông à, cho nên nó, nó rất là logic thôi còn từ cổ chí kim giờ chúng ta có thấy ai mà còn đang còn quyền lực mà từ bỏ quyền lực của mình tối cao, đa, cao của mình không quý vị không có đúng không ạ trừ khi là quyền lực đấy nó bị đe dọa rồi thì người ta khôn người ta rút đi và người ta để lại cái tướng thơm rồi còn như nước mỹ rõ ràng là người ta còn cỗ máy in tiền đấy thì người ta chưa thể rời bỏ được chưa kể rằng là họ đâu có quyền đâu những người đứng đằng sau mới là những người nắm quyền cơ mà và vâng, còn hôm nay ở Nhà Trắng thì ông Joe Biden và ông Donald Trump đã gặp nhau như chúng tôi đã trao đổi cùng quý vị ấy thì thậm chí các ông có khả năng đã nói về những bãi biển cực đẹp ở Việt Nam như là Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng đấy, và những cái món hải sản gọi là uh, tươi ngon, tươi bổ rẻ đúng không ạ, chưa ở đâu bằng thế nhưng mà chả thấy nói gì về Ukraine cả và sau khi kết thúc thì hai người nói chuyện là ông Biden nhắc nhở về lợi ích quốc gia của nước Mỹ và liên quan đến vấn đề Ukraine rồi ông Trump đã tỏ vẻ phớt lờ như không nghe thấy câu chuyện trên rồi sau đó ông Joe Biden tôi chưa bao giờ ông thấy cười vui như vậy ông đã cười rất là tươi và như vậy tôi có thể nhìn thấy trong cái tâm lý của ông ấy rằng là ông ấy đã thoát toàn bộ những cái gánh nặng về những cái đường biên giới khi người nhập cư đang chảy vào đất nước không kiểm soát những vấn đề LGBT, những vấn đề lạm phát, những vấn đề nợ lần của quốc gia. Có nghĩa từ đây, ông Joe Biden chính thức trở thành một người tự do. Và ông đã cười chưa bao giờ có thể nói là hồn nhiên, vui tươi, sảng khoái như vậy. À vâng, cũng không quên nói tới ông Tân Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng Mỹ. Hóa ra nhân vật này thì tôi gặp suốt ngày bởi vì ông ta mặc áo vest và là một người dẫn chương trình trên đài truyền hình Fox, quý vị ạ. Thật là sốc. Và đây là Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng Mỹ đây. Một người mà đáng nhẽ là nên tham gia vào Hollywood chứ không nên trở thành Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng, đúng không ạ? Trước đấy thì một trong những cái phát ngôn khá nổi tiếng của người dẫn chương trình truyền hình Peter Hackett này. Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng Mỹ này là ông ấy nói rằng là tên lửa siêu thanh của Trung Quốc có thể hủy diệt toàn bộ tàu sân bay của Mỹ trong vòng 20 phút và trong bất kỳ một cái uh, uh, giả tưởng chiến tranh nào được thực hiện Bộ Quốc Phòng thì nước Mỹ đều thua đối với Trung Quốc. Đấy, đấy là một cái bài phát biểu mà rất nổi tiếng của ông Tân Bộ trưởng của Phòng Mỹ và ông ấy được trở thành bộ trưởng của quốc phòng nói chung là nhìn chung là chính sách nhân sự của Donald Trump ấy phải nói từ thời nhiệm kỳ đầu đến giờ tôi cảm thấy nó rất là bị sốc quý vị ạ còn nói là sốc tại sao thì tôi cũng không thể trả lời được cho chính bản thân mình nữa Đấy. còn lại thì một cái nhân vật được đồn là giám đốc FBI Đấy, đây là người Patten, được Donald Trump vừa bổ nhiệm làm giám đốc của FBI thì tôi không hề biết về con người này cho nên là mình cũng chịu chỉ biết rằng là nhìn như này thì có vẻ ông ấy là một người gốc ấn độ đúng không ạ một người gốc ấn độ hoặc pakistan hoặc là các quốc gia ở khu vực phía nam á hoặc là hồi giáo đấy tức là cái vùng liên quan đến trung đông gốc trung đông khá thú vị đúng không, quý vị phải nói là rất thú vị bởi vì kể cả là Ấn Độ hay Trung Đông thì chúng ta cũng thấy là nó đều có một cái dáng dấp của người Mỹ nhưng mà bản thân ông ấy thì trông nó rất là thuần và uh, rất là thuần với Trung Đông hoặc là Ấn Độ và chúng ta sẽ chờ xem về con người rất quan trọng đối với lại vấn đề an ninh nội địa của nước Mỹ này Vâng, và, và chúng ta sẽ chốt phần bản tin này để đến với phần giao lưu câu hỏi địa chính trị với một thông tin khá thú vị Cơ quan điều tra liên bang FBI của Mỹ vừa bắt giữ tổng giám đốc của công ty Polymarket. Công ty Polymarket là cái công ty mà nó đã liên tục đưa ra những cái dự báo cộng với lại cập nhật mà cho thấy Donald Trump dẫn tới 95, 97% đấy. Có nghĩa là ngay từ khi bầu cử thì nó bắt đầu đến 90 rồi tôi không biết là họ bắt vì cái gì nhưng mà cơ bản rằng là nói đúng ra thì công ty cái trang web polymarket mà tôi thường trích dẫn với quý vị đấy nhá quý vị nhá cái lúc bầu cử đấy cái màn hình đỏ đỏ xanh xanh ấy, thì nó ảnh hưởng rất nhiều tới cái cuộc bầu cử này đúng không, quý vị rất nhiều người đã đặt cược này và tỷ lệ đặt cược của nó cho donald trump rất là vênh Đúng ạ. À. À, tức là cho ông Donald Trump thắng ấy rất là vênh váo ngay từ trước khi thì nó đã dẫn trước tới 70% rồi đến một tí thì đã lên 90 rồi sau đó đến 95 rồi đến 97% rồi. Và nó là một trong những cái kênh cá cược chính trị lớn hàng đầu nước Mỹ và như vậy thì có vẻ như là Donald Trump đã sử dụng một cái kênh không phải là kênh truyền thông chính thống mà kênh gọi là kênh cá cược đúng không à? ạ? Kênh kinh tế, kênh kiểu như là có tính chất là may rủi bởi vì kênh đó là kênh nó liên quan đến tiền bạc mà để mà định hướng dư luận biết đâu được đến quý vị đúng không ạ đấy rất thú vị nước mỹ nhưng mà tôi không hiểu là tại sao bây giờ là ông mới bị bắt và liệu cái chuyện bị bắt này nó có thể liên quan đến chuyện lật kèo nào nọ hay không nhưng mà hôm nay thì ông joe biden đã nói với donald trump là đảm bảo quá trình chuyển giao quyền lực diễn ra nó yên ả và trôi chảy đấy và nhìn chung là bây giờ cũng không thể lật kèo được nữa rồi đúng không ạ vì cái thế lực của Donald Trump quá mạnh rồi, mạnh rồi, tam cung lục viện rồi còn đâu nữa. Vâng, sau đây thì chúng tôi mời quý vị quay lại phần giao lưu câu hỏi địa chính trị.